Trung Hoan lễ hội vọng U Lan, bến giác chiều thu hướng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng, điều vận lòng thành đón Du Lan. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm Quý Mão Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Chúng ta được đầy đủ duyên lành cung thỉnh thượng tọa Thượng Pháp Đạo Hòa trở về nơi đạo tràng tu viện công đức tại thành phố Calgary, Alberta, Canada. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin cung kính thượng tọa Đại Phật Tuyên Dương Giáo Nghĩa Đại Thừa, Nam Mô Quan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Kính mời thượng tọa. Các vị Phật tử ngồi xuống để cho phía sau để ta thấy. Kính thưa toàn thể đại chúng, hiện diện nơi pháp tòa là thượng tọa Thích Pháp Hòa. Xin các vị cho càng khối tay để cùng đón mời. Giờ đây thay mặt hàng Phật tử chúng ta xin cung kính thầy tuyên dương cho các vị Phật tử. Nên người nào khổ đau mà để trong lòng không nói ra được kêu là trầm cảm. Cái cảm xúc của mình nó chìm ở trong lòng, không nói được với ai, không chia sẻ được với ai. Và lâu ngày bây giờ trở thành một người rất là cô đơn, khổ đau mà không bộc lộ ra được, thì người đó gọi là trầm cảm. Mà bây giờ hồi đó Việt Nam mình nghèo mà sao không trầm cảm, giờ có tiền quá trời mà cảm nó trầm quá. Thành nữa mình mới thấy rõ là chúng sanh mình, thật ra cuộc đời này chúng ta chỉ nói cái phạm mà chúng ta chưa thật chứng tỏ. Vậy thì ngày một tiền liên á, ngài đến với mẹ ngài và ngài cảm thấy được mẹ mình đang chìm ở trong cái cảnh khổ là tham, là sân, là bỏng sẻn, là ích kỷ, cho nên mới đọa lạc. Bây giờ trở về xin Phật. Phật nói là sao? Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương. Tôi biết lòng hiếu thảo của ông lớn lắm, động đến cả trời đất lắm. Nhưng mà có một điều ông phải biết, mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Dầu ông có thần lực gì đó, nhưng mà một mình mà ông không cứu được, ông phải nhờ lực của chúng ta. Như vậy rõ ràng ý nghĩa đó là gì? Cái thần lực của đại chúng nó mạnh lắm. Cho nên mình trong nhà Phật mình cũng có một chân từ là tăng. Tăng là một đoàn thể của những người sống hòa hợp, sống thanh tịnh. Một chiếc đũa bẻ gãy dễ lắm, nhưng mà một có đũa gãy bẻ khó lắm. Cũng như thế, chúng ta có một sức lực của một đoàn thể và tất cả cùng một tâm lực đó là nhất định sẽ chuyển được sự kiện. Cho nên bà Thanh Đề một mình ngày một kiện liên không giải được. Ý đó là cái tâm niệm. Thưa đại chúng, cái lịch sử mà bà Thanh Đề đọa xuống địa ngục ngày một kiện liên đi cứu mẹ đó, chúng ta đặt vấn đề là có thật không? Cái chuyện đó chúng ta không biết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta học được gì từ cái câu chuyện một linh vấn đề.
chúng ta ứng được gì, ứng dụng được gì trong câu chuyện này, chứ đừng có đặt vấn đề là có thật hay không rồi ngồi đó bàn cãi, rồi nói là chuyện bịa đặt vân vân. Cho dù người ta bịa mà cái bịa này có mang ý nghĩa thì nó cũng là hay. Thành thử ra câu chuyện đó là một câu chuyện để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng trong người thân của chúng ta có những người đang sống khổ đau và cần sự cứu khổ. Có nhiều khi mình lo đi cứu ai ở ngoài á, mà người thân mình ở nhà khổ cũng chết mà nó quan tâm. Có nhiều khi con ở nhà mà nó đói móc meo mà không lo, đi lo làm gì. Thành thử ra nhiều khi mình làm công quả trong chùa, nấu ăn cho đại chúng, nhưng về nhớ nấu ăn cho con. Đừng chỉ lo nấu ăn cho đại chúng, nói thôi mẹ đi là mệt quá, mẹ làm thuốc, mẹ tạo thuốc cho con. Thôi con kệ, con ăn mì gói đi. Cái này dễ xa nhau lắm. Và mình làm, bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, đại chúng đối xử với con mình như vậy thường xuyên đi, đối với người thân mình đi, thì lâu ngày họ sẽ ác cảm với chùa, sợ ác cảm với công quả, họ sẽ ác cảm với những người tu. Như vậy bà Thanh Đề mà bà ác cảm với người tu là đúng như vậy đó. Tại vì đi chùa làm công quả mà để cho con mình đói khổ, ai đâu cũng no hết, mà thậm chí là mình phục vụ tận tình đó nhé, mà trong cái đó người thân mình cũng quan tâm. Như vậy thì cái công quả của chúng ta nó chưa tròn. Chúng ta phải làm sao cái công của chúng ta nó đưa đến kết quả tốt, bỏ công ra chùa làm, chưa nói là vô chùa mà còn giật giật. Thành thử ra nội ở trong chùa là mất quả rồi, rồi về tới nhà cũng mất quả luôn, rốt cuộc chồng quá trời chồng mà không có quả nào ăn được. Vô chùa quả cũng hư mà về nhà thì quả nó chua. Thành thử rốt cuộc mình đi vòng vòng có phải luân hồi không? Nó có phải luân hồi không? Cũng rất dở, đi chùa cũng làm công quả, mà vô chùa làm công quả ai cũng ngán mình luôn. Rồi về tới nhà thì con mình nó thấy mình đâu né nó, tại vì nó biết số phận đó, mẹ đi về là con sẽ nói. Cho nên thưa đại chúng, đó là một ý nghĩa. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đại chúng, nếu quý vị có nghe ai đó chỉ trích phê bình cái câu chuyện một Liên Thanh Đệ, đừng có quan tâm, đừng có hỏi chuyện đó thiệt. Chúng ta học được gì từ cái bài học? Dù chuyện thật, chuyện giả, chuyện ngoại quốc, chuyện gì cũng cần biết. Nhưng mà cái quan trọng là người xưa dựng lên những cái tích đó, mà người nay chúng ta phải nghiêm túc, phải tìm tòi để chúng ta học được gì từ cái bài học là cứu khổ của Ngài Mục Liên. Đâu phải trong cuộc đời này chỉ có mẹ mình đọa lạc, con vợ mình cũng có thể khổ, chồng mình có thể đang khổ, em mình đang khổ. Như vậy bà Thanh Đề chỉ là một biểu tượng của một nhân vật trần cứu khổ, mà không phải chỉ mình đem chén cơm tới là người ta được ăn đâu. Không phải mình đem cơm là người ta được ăn đâu, và người ta cũng phải giải được cái tâm niệm khổ đau thì ăn cơm nó mới ngon. Bây giờ quý vị cho cơm ngon ăn mà người đó vẫn còn đau khổ thì ăn nổi không? Cho nên Pháp Hòa hay giỡn á. Pháp Hòa nói nhiều khi á, quý vị nói cúng dường ăn này tốt, ăn này bổ, mà nói chỉ cần trong chùa mà sống hòa thuận với nhau, quý vị để vui vẻ thì ông thầy khỏi ăn thì cũng bổ. Ông khỏi xử là ông khỏe rồi. Ông khỏi phải nghe chuyện bà 1, bà 2, bà tới bà 8 là ông khỏe rồi. Chứ ăn cơm, sáng ăn cơm sườn mà chiều ăn nước tương, mà tối leo lên giường đâm coi cải lương đời mới lên thương. Cho nên thưa đại chúng là như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ của ngày hôm nay, đó là một cái ý nghĩa là chúng ta cần phải quán sát. Tại sao không lấy cái gì? Có thần thông nghĩa là có sức mạnh, thần thông nghĩa là sức mạnh. Mà sức mạnh đầu tiên để chúng ta cảm nhận cái khổ của chúng sanh là con mắt của mình. Con mắt của mình, mình nhìn để mình cảm thấm. Mà đa số bây giờ mình nhìn để làm gì? Chỉ trích, phê bình, lên án, chứ mình đâu có cảm thông. Còn nếu mà trong kinh không, Ngài lấy cái đạo nhãn Ngài nhìn để Ngài thấy được cái khổ của mẹ. Vậy thì hôm nay Mục Kiền Liên ngồi đây đông lắm. Đâu, có những người mới đi bộ mắt, nhất định thần thông mắt sẽ sáng lắm.
và phải nhìn thấy người thân mình đang khổ. Đừng tưởng công đức nó không trầm cảm nha. Đừng tưởng khi những cái lúc mình gây gỗ con mình ở trong phòng nó không biết gì đâu nha. Quý vị đâu biết rằng những trận cãi vã của cha mẹ là con mình nó đang ở trong phòng. Cái cửa phòng đó là cái cửa địa ngục mà nó phải chịu trận những cái tiếng la hét mắng chửi của cha mẹ. Nó ở trong phòng nó đang chịu khổ. Và chúng ta đang thành khổ con mình bởi những lời tiếng gây gỗ của mẹ cha mà mình đâu biết. Mình cứ nghĩ con mình là con nít, nó không biết gì đâu. Nhưng mà không ngờ nó là một đứa con nít và nó có cảm tình. Nó có một đứa con nít mà nó có tri giác, cho nên nó hiểu được. Vậy thì cái nhân vật một Kiền Liên ở trong lịch sử Phật là một người có thật. Và một câu chuyện mà Ngài cứu mẹ của Ngài, cho đến ngày hôm nay chúng ta nương vào cái ý niệm đó mà có buổi lễ này. Mà nếu ngày xưa mà không có cái chuyện này á, thì mình đâu có cơ hội ngồi đây ngày hôm nay. Để rồi có cái chuyện để chúng ta mổ xẻ, để rồi có cái chuyện chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần cứu khổ người thân đâu. Như vậy thì thưa đại chúng, một Kiền Liên là có thật trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca và trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, hay là nói cách khác là trong lịch sử của Phật giáo. Người thứ hai là Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang ở trong phim Tây Du Ký là một câu chuyện hư cấu. Nhân vật Huyền Trang là một nhân vật có thật ở trong Phật giáo Trung Quốc thời nhà Đường. Nhưng mà những gì mà trong Tây Du Ký mà viết về Ngài Huyền Trang là không có thật. Chuyện là Ngài Huyền Trang bị bỏ trong chiếc cái thúng đó, rồi trôi vô chùa, rồi chùa vớt lên, rồi cho Ngài đi tu lớn lên, rồi Ngài là một cao tăng, Ngài kết nghĩa với ông vua nhà Đường, gọi là gì đó, bảo gì, ngự đệ tức là em vua, rồi được vua cắt chiếu chỉ đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh đó. Nhân vật Huyền Trang, Ngài Huyền Trang là một nhân vật có thật và được mượn được ông Ngô Thừa Ân, với cái ngòi bút của ông đã đưa Ngài Huyền Trang vào một cuộc trong một cái bộ truyện ly kỳ hư cấu của Tây Du Ký. Còn Ngài Huyền Trang thật sự là một người có đi tu, và cái cuộc đi hành thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang là một sự gian khổ vô cùng. Vua không có cấp giấy phép cho Ngài đi, thì lúc đó các nước cái sự thông giao qua lại không có dễ dàng. Và Ngài Huyền Trang á, ban đêm thì trốn đi, và ban ngày là phải núp vào những cái bụi cây, những cái đất rừng, đợi trời tối rồi Ngài mới lẻn đi. Và suốt hành trình của Ngài đi và về là 7 năm. Đi và về là 7 năm. Và Ngài ở tại Ấn Độ, Ngài học tiếng Ấn Độ, Ngài học kinh pháp tại Đại học Nalanda của Phật giáo tại Ấn Độ 10 năm. Sau đó Ngài về Trung Quốc, Ngài mới bắt đầu được vua kính trọng, xây cho Ngài một cái nơi để Ngài dịch kinh ở tại Trường An. Bây giờ cái chỗ đó còn. Quý vị nào mà có đi qua bên Tây An về chùa Đại Nhạc Tháp, Tiểu Nhạc Tháp, thì quý vị sẽ thấy những cái nơi mà người xưa đã Ngài Huyền Trang đã ở. Và chính Ngài Huyền Trang đã viên tịch tại Tây An, và sau đó đưa về một cái chùa quê để nhập tháp thờ ở đó. Và hai người đệ tử của Ngài được thờ lên trên tháp của Ngài, tất cả đều ở Tây An đó. Và ngày xưa là Trường An thời nhà Đường. Nhưng mà khi ông Ngô Thừa Ân ông dựng câu chuyện lên, ông mượn Ngài Huyền Trang để ông nói lên những cái chuyện cuộc hành trình của Ngài Huyền Trang, không hề có Tôn Ngộ Không, không hề có Trư Bát Giới, không hề có Ngộ Tịnh, không hề có Bạch Cốt Tinh, không? Nhưng mà tất cả những câu chuyện đó mượn một cái ý nghĩa để đưa vào. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị nghe cái bộ Pháp Hòa nói về bộ Tây Du Ký, bây giờ quý vị lên Google, quý vị học Phật Pháp. Cái bộ đó tên là Theo Dấu Đường Tăng. Pháp Hòa sẽ giải thích tất cả những tình tiết của bộ kinh Phật Pháp Hòa.
trang vậy được phải không? Như vậy quý vị nhớ là Ngài Huyền Trang có thật. Pháp danh của Ngài là Huyền Trang. Ngài họ Trần, sống vào thời nhà Đường. Cho nên Ngài được mười mấy cái danh hiệu. Thứ nhất gọi là Huyền Trang, thứ hai gọi là Trần Huyền Trang vì họ của Ngài là họ Trần, cái thứ ba có khi gọi là Đường Huyền Trang bởi vì Ngài sống vào thời nhà Đường. Nhưng mà Ngài có một cái biệt hiệu đó là Tam Tạng Pháp Sư. Tại sao gọi Ngài là Tam Tạng? Bởi vì Ngài thông đạt ba bộ kinh của Phật giáo, đó là Kinh Tạng, Luận Tạng và Luận Tạng. Những gì mà Đức Phật nói chúng ta gọi là Kinh Tạng. Những gì mà giới luật, thí dụ như năm giới, bát quan trai giới, bồ tát giới, tỳ kheo giới, tất cả những cái gì nó thuộc về giới luật của nhà Phật mà đệ tử Phật từ xuất gia cho đến tại gia cần phải nghiên cứu, hành trì, giảng giải chuyên về giới luật thì chúng ta gọi là luận tạng. Còn những cái bộ giải thích, chú thích kinh điển, chú thích luật chúng ta gọi là luận tạng. Chữ luận là đàm luận, là chia sẻ. Như vậy Phật giáo có ba bộ kinh, có ba bộ kinh lớn mà chúng ta gọi kinh là Đại Tạng Kinh. Bởi vì kinh luật luận, nhưng mà kinh chiếm phần lớn. Trong một bộ đó là 100 quyển, bộ đó là 100 quyển và kinh là chiếm hết hơn 50 quyển. Kinh là những gì Phật dạy, chúng ta sưu tập lại, chúng ta gọi là kinh. Còn những gì mà nó thuộc về giới luật, chúng ta gọi là giới. Nó thuộc về sự giải thích của kinh, của luật thì chúng ta gọi là luật. Mà Ngài Huyền Trang thông suốt cả ba bộ đó, cho nên chúng ta gọi Ngài là gì? Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang. Và đại chúng phần lớn là chúng ta hiểu lầm, tại nghe chữ tạng á thì chúng ta lại nói là Tam Tạng và Địa Tạng. Cho nên có nhiều người vô chùa tưởng vị này là Tam Tạng. Rồi có nhiều người hỏi, ủa chùa thờ Tam Tạng mà sao không thấy Tôn Ngộ Không? Khi đi ra chợ giác Tôn Ngộ Không về cúng. Như vậy thưa đại chúng, mà ai mà lên đồng lên cốt á, người nào lên đồng lên cốt mà nói tôi là Tôn Ngộ Không về là biết này cốt giả, này là cốt độ. Vì thật sự trong của chúng ta không có một nhân vật nào tên là Tôn Ngộ Không hết. Ngài Huyền Trang không có đi thỉnh kinh với Tôn Ngộ Không. Ngài Huyền Trang không có đi thỉnh kinh với lại Trư Bát Giới. Ngài Huyền Trang lúc đầu là đi với một nhóm người, nhưng sau những cái cuộc khổ đau gọi là khó khăn chướng ngại trên đường đi, họ bỏ cuộc. Một số bỏ cuộc đi về. Duy có một mình Ngài Huyền Trang là kiên trì với chuyến đi của Ngài. Và quý vị biết không, có những lúc Ngài đi ngang qua những bãi sa mạc, Ngài đi ngang qua những bãi sa mạc mà Ngài gần như sắp chết. Và Ngài suy nghĩ bây giờ nếu mà Ngài quay về thì không được, cho nên Ngài phát một cái câu rất lớn: thà làm ma phương Tây, không trở về để làm người sung sướng của phương Đông. Phương Đông tức là Trung Quốc, gọi là Đông Độ, Tây là Tây Trúc, là Ấn Độ. Cho nên cái chuyến đi của Ngài Huyền Trang là một cái lời nguyện ghê gớm, cực kỳ là kiên trí. Cho nên bây giờ bên Nhật Bản người ta có xây một cái điện để thờ Ngài Huyền Trang, để kỷ niệm Ngài Huyền Trang. Và ở trên cái điện đó người ta để hai chữ bất đông. Bất đông là gì? Là người nhất định không quay về phương Đông để tìm sự sống, thà là chết ở cái hướng mình đi về tỉnh kia. Cho nên sau này mà các vị mà với cái ý chí tu hành, người ta hay lấy cái ý chí của Ngài Huyền Trang để mà làm cái điểm tựa cho mình. Nhưng mà sau này người ta thường lầm là bởi vì chúng ta thường gọi Ngài là Tam Tạng và chúng ta bị lầm với Ngài Địa Tạng. Hai nhân vật đó là hai nhân vật có thật, là Ngài Mục Kiền Liên là Ấn Độ, Ngài Huyền Trang thì ở Trung Quốc thời nhà Đường. Và đó Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng là một người mà do Đức Phật giới thiệu trong kinh.
Và bây giờ quý vị nào mà đi Trung Quốc á, mà qua cái núi Cổ Hoa Sơn ở ở một cái tỉnh là, thì các vị sẽ bị lầm, vì đây là một cái diện tích là ngày ở Hàn Quốc á, có một thái tử tên là Kim Kiều Giác, họ Kim nha, nghe Kim là biết ở đâu rồi phải không? À, thì cái vị này tên là Kim Kiều Giác, là một vị thái tử. Khi mà ông đi vượt sông từ Hàn Quốc đi qua Trung Quốc thì ông dừng lại ở núi Cửu Hoa, thì ông mới xin một miếng đất để ông cấp cho thất ông tu. Và ông đã đứng ở chỗ cái miếng gạch đó ông lại kinh suốt gần 99 năm, tại tuổi thọ 99 năm. Và ông qua Trung Quốc khi ông còn rất trẻ và đến dừng ở Cửu Hoa Sơn, thì ông đã xin được một cái am, một cái miếng đất, một cái am. Thì sau này người ta mới thấy cái hạnh tu của ông sao mà giống như Ngài Địa Tạng trong Kinh Tạng. Từ đó người ta mới cho ông Kim Kiều Giác của Hàn Quốc là hóa thân của Ngài Địa Tạng. Và người ta đã lấy cái núi Cửu Hoa đó để đặt là Ngài Địa Tạng đã ứng thân, đã hóa thân ở núi Cửu Hoa Sơn. Nhưng mà thật sự Địa Tạng Bồ Tát là một nhân vật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, chứ không có trong cái quả đất của chúng ta đang ngồi. Còn ngày nay quý vị thấy Ngài ăn mặc như vậy, mình không biết Ngài Địa Tạng mặc đồ gì, mình không biết, tại vì mình chưa bao giờ thấy. Nhưng mà tất cả là do cái gì sanh? Do cái trí tưởng tượng, cái tâm thức con người. Cho nên bởi vì nói tới Địa Tạng là nói tới một người cứu khổ, cho nên người ta mới tạo cái tượng Ngài như thế này. Ở trên đầu Ngài á, đội cái mão đó, cái mão đó gọi là mão tỳ lô, có khi gọi là mão tỳ lư, biểu tượng cho thế giới. Ở trên đầu cái mão đó có 5 vị Phật. 5 vị Phật đó tượng trưng cho 5 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc và phương giữa, cho nên gọi là ngũ phương. Trên tay Ngài cầm cây gậy. Cái cây gậy này chúng ta gọi là cây tích trượng. Tích là sắt, trượng là gậy. Tích trượng là gậy sắt, tượng trưng cho sự ý chí kiên cường. Mà thời Phật được diễn tả là các vị tỳ kheo mỗi người có một cây gậy như vậy. Để chi biết không? Ở trên đầu quý vị thấy có 4 cái vòng xuống không? Thấy không? Thấy 4 cái khoanh xuống không? 4 cái khoanh đó tượng trưng cho tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Đó là giáo lý căn bản của nhà Phật. Ở dưới này á, là có 3 cái khoen. 4 lần 3 là mấy? 12 tượng trưng cho thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thức, vân vân. Thì 12 cái nhân duyên này là cái vòng luân hồi, hiểu ý không, của chúng sanh mình. Như vậy 12 nhân duyên này cũng là một cái biểu tượng, mà từ cái này nó có cái kia, chứ trên cuộc đời này không có cái gì mà nó tự thể nó có được. Giống như hạt giống duyên vô đất, duyên vô nước, duyên vô ánh sáng, thì hạt giống nó mới có nảy mầm, nó có hoa, có trái, có quả. Có như vậy thì cây mà ngày nay chúng ta thấy nó có hoa có trái đâu phải tự nó có được, nó chỉ là một nhân thôi. Rồi đất là một nhân, nước là một nhân, ánh sáng là một nhân. Tất cả các cái nhân đó phối hợp gọi là duyên, để chúng ta có cái quả. Như vậy đây là thập nhị nhân duyên, còn ở trên đó là tứ diệu đế, giáo lý căn bản. Như vậy thì người tu á, mà chúng ta nắm được cái giáo lý tứ diệu đế là khổ. Quý vị có đồng ý cuộc đời này là khổ không? Giờ mới có biết khổ chứ chưa thấm khổ đâu. Ai nói tôi đang khổ quá trời, đây này ngồi gió quá. Cái mà lạnh, nóng, đói, khổ, cái đó gọi là khổ thân.
khổ thân nó có bốn thứ: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Khổ tâm nó có bốn thứ: muốn mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gần, phải không? Rồi thân sắc thọ tưởng hành nó thịnh nó suy, chúng ta khổ theo nó, cái đó gọi là ngũ ấm xí thành. Như vậy thì Đức Phật dạy cuộc đời này có 8 cái khổ cơ bản, 4 cái khổ thân là sống, già, bệnh, chết, 4 cái khổ tâm là thương mà phải xa, ghét mà phải gặp, muốn mà không được. Muốn mà không được khổ lắm. Thích cái áo đó quá mà tháng này mũ xỉn à. Rồi bắt đầu đi rà rà có ai cho. Em có đi ngang sắp tìm thấy cái áo đó đẹp, thử coi sắp sinh nhật mình ảnh có để ý ảnh mua không. Muốn mà không được là như vậy. Thì ngài Quy Địa Tạng cầm cái này. Địa Tạng là gì? Địa Tạng là tâm, chữ địa là đất, tạng là chứa. Tâm của mình có phải giống như là một mảnh đất nó chứa không? Cho nên mình hay kêu tâm địa. Trời ơi, tâm địa ông đó coi vậy mà độc lắm nha. Tâm địa ông kia coi vậy mà tốt lắm nha. Như vậy ngài Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà chữ tạng là chứa. Thương mình cũng chứa, ghét mình cũng chứa, dễ thương mình cũng chứa, dễ ghét mình cũng chứa. Ai cái gì mình cũng chứa hết. Cho nên tâm tốt cho mình nói. Thậm chí mình còn khoe đó. Đây muốn biết nó không hỏi tôi. Trời ơi, tôi chẳng những tôi rành nó mà tôi rành má nó nữa. Có không? Như vậy cái tâm mình có phải là chỗ chứa không? Tâm mình là chỗ chứa cho nên kêu là địa tạng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chứa điều thiện thì cái tạng này là nhiều cái điều tốt. Nhưng nếu chúng ta chứa cái xấu thì cái xấu nó ra. Bây giờ tâm địa muốn vững chãi thì phải có gậy sắt. Và ngày xưa thời Phật ấy, trong kinh nói cây này nè, nó có mấy công dụng. Đi đường sợ nước á, lấy cái nó dò coi nó sâu nó cạn để mình qua suối là một công dụng. Công dụng thứ hai, lỡ đi đường gặp rắn rít nguy hiểm, lấy cái cây này vét nó qua bên đường để đi. Công dụng thứ ba, tới nhà ai có thật chỉ cần đứng lắc lên thôi. Hồi xưa không có đo beo, hồi xưa không có chuông bấm cửa. Mà người tu mà đi khất thực là không có đứng trước cửa nhà người ta nói có ai ở nhà không, thầy tới xin ăn. Chỉ cầm cây gậy lắc hai cái cho nó reng reng thì chủ nhà nghe tiếng đó biết có ông thầy tới khất thực. Đứng đó chừng 1 phút, 2 phút chủ nhà không ra thì lấy gậy lọc. Trời, tôi là thông minh quá. Chắc hồi xưa cũng chuyên môn. Thì mình tiếp tục mình đi và không bao giờ khởi cái tâm. Cho nên người xưa là đi khất thực là không được liếc ngó. Tại vì khi mình liếc ngó là mình phải kiếm cái nhà nào khá khá. Nhà nào khá là chắc đồ ăn ngon. Cho nên không cho. Nhìn đất mà đi. Như vậy cái cây gậy nè là tượng trưng cho một người mà có tâm vững chãi, kiên trì. Cho nên gọi là cầm cây gậy là biểu tượng của tâm kiên trì. Còn ở trên tay ngày cầm cục này nè, cái đó không phải cục lửa, nó là viên minh châu, nó phát sáng. Nhưng mà tại vì làm tượng thì làm sao nó sáng được, cái làm dễ 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 lên vậy nè. Cái ai cũng nói ông này ở dưới địa ngục để ông cầm lửa là thế. Cái đó là cái ánh sáng của cái viên minh châu. Mà minh châu là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tâm sáng của trí tuệ. Như vậy khi nói đến ngài Địa Tạng là chúng ta nói hình ảnh đi đâu? Đi xuống đâu? Địa ngục. Địa ngục là chỗ tối tâm, chỗ khổ đau. Mà muốn xuống chỗ khổ đau tối tâm, người đó thứ nhất tâm phải vững như gậy sắt, trí phải sáng như minh châu. Mình muốn cứu người thân mình mà mình không hiểu được người thân mình, mình không nhẫn nại với người thân mình, làm sao tốt? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ con của mình nó bị trầm cảm,
bị nóng nảy, không thiếu nhẫn nại, không giúp được con. Mà quý vị thiếu sự kiên trì, quý vị thiếu sự hiểu biết về con mình, không giúp được. Mấy đứa bệnh, mà cái người bệnh thì thôi đừng nói người ta bệnh trầm cảm, nó bình thường. Cái người bệnh là trong cơ thể khó chịu, cho nên thường hay quạo quọ. Cho nên mình muốn chăm sóc người bệnh, mình phải hiểu được người bệnh, và mình phải nhẫn nại với người bệnh, thì mình mới giúp được họ. Vì sao? Vì mình có lòng. Có lòng là có tâm. Có tâm là Ngài Địa Tạng đó. Mà người có tâm thì phải có hai cái đức tính: kiên trì nhẫn nhục và trí tuệ phải sáng suốt. Như vậy Ngài Địa Tạng hôm nay không phải là một ông ở dưới địa ngục nữa, mà mỗi người chúng ta sẽ là một Ngài Địa Tạng. Mỗi người chúng ta sẽ làm ngày một kiền liên, phải không? Và chúng ta cũng là Ngài Huyền Trang luôn. Tại vì ai cũng muốn đưa cái đời của mình tới chỗ tốt như Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chữ thỉnh kinh đó là một cái ý chí muốn đưa mình đi tới cái chỗ cao đẹp. Nhưng mà thưa đại chúng, cuộc đời này muốn đi tới chỗ cao đẹp dễ hay khó? Khó lắm. Cho nên những cái nạn nó xảy ra ở trong suốt cái cuộc hành trình. Và xin nhớ rằng á, khi chúng ta đi thỉnh kinh, nghĩa là chúng ta muốn hướng thượng, thì nhất định chúng ta sẽ có ba đứa đệ tử: Tôn Ngộ Không tượng trưng cho sân, Trư Bát Giới tượng trưng cho tham, Sa Tăng tượng trưng cho si. Mình có tham sân si không? Mình đi tu nó có tu theo không?